Sóng gió phủ đời trai. Hello, xin chào tất cả mọi người. Trước khi hướng dẫn mọi người nhận không hết 003 TH và cộng 1 đồng đây, mọi người nhớ đăng ký và like ủng hộ mình nha các bạn. Đầu tiên các bạn click cái phần link mô tả của mình, hoặc là nên xích like hoặc lắp soi cũng được, để phần link mà các bạn làm click phần link đây cho mau, tả về cho mình một cái con app HD Wallet. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 0.03 TH và cộng 1 đồng đây nha các bạn. Đầu tiên các bạn click cái phần link mô tả mình cho nó mau và tải về. Rồi các bạn mở app lên. Đây nó có hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ, nhiều nước chơi lắm nha các bạn. Các bạn chọn vào cho mình một cái ngôn ngữ là tiếng Việt nha các bạn. Các bạn nào ở nước nào thì chọn ngôn ngữ tiếng nước đó. Rồi khi vào các bạn chưa có cái ví nào hết trơn nha các bạn. Các bạn bấm vào nút tạo ví mới nè. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản của nó nha các bạn. Các bạn bấm từ chối không được nghe, rồi các bạn bấm nút xác nhận. Rồi sau khi xác nhận nó ra 12 mật khẩu tự nhiên nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn nhập mã mờ của mình vô cái mã mờ mình có để dưới phần link mô tả nha các bạn. Vì đây mình nhập mã mờ của một bạn khác. R. Phần đây mình cắt cái này đi các bạn. Rồi mình nhập cái bạn của một cái bạn kiếm tiền 4.0 bạn của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp theo. Các bạn sau khi 24 giờ các bạn vô đây buộc claim một lần nha các bạn, là các bạn nhận được 0.0002 ETH các bạn, cái dạo của một hồi nãy. Rồi sau khi nó ra giao diện như vậy các bạn click qua thôi, các bạn bấm nút bỏ qua đi nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút hoàn thành nha các bạn. Rồi các bạn cái việc vô đây mà kiếm tiền đang chờ. Các bạn mời cũng như các bạn sao chép nhập vô đây nè. Rồi là nó ra một cái địa chỉ cái mã mở mình nằm đây nè các bạn. Các bạn copy rồi chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Sau khi các bạn nào các bạn nhập mã mời của các bạn thì các bạn nhận được 0.0003 ETH nha các bạn, và một đồng đai gì đó. Rồi vô đây thì sự kiện nó thì cũng sắp kết thúc rồi tất cả anh em ơi. Vào ngày mùng 1 tháng 12 là nó hết rồi. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2012 là hết rồi. Cho phép ở đây cho các bạn từ chối đi. Rồi vô đây các bạn thôi ra đi. Đơn vị tiền tệ chỉ phải bao mặt tiền to cần. Cái này là một như là một cái ví thôi các bạn, không có gì hết. Này ví blockchain. Rồi vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Các bạn nào mà muốn cái chat thì các bạn lên xích like nè. Thẳng nha các bạn gõ vào từ khóa là phan mình hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn bấm vào chữ nhiều từ phản nè các bạn. Rồi các bạn dùng hai cái phần mềm giả lập nè các bạn. Các bạn phát IP rồi các bạn tạo ra một nhiều cái app mới, rồi các bạn bắt cái địa chỉ mã giới thiệu rồi vô nha các bạn. Là rồi các bạn chat đi nha các bạn, vì máy mình yếu quá mình không có chat nha các bạn. Thôi vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả các bạn kiếm thật là nhiều ETH. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ. Chào tạm biệt các bạn.